phạm của bị cáo, có đúng không? Dạ, thưa hội đồng xét xử bị cáo thì là có đúng. Rồi. Thế thì khi mà bị cáo nghe thấy cái sự việc mà giữa bị cáo Đường và anh Tuấn gọi điện cho Ngọc Anh thì bị cáo có tham gia gì vào cái việc yêu cầu Ngọc Anh về để xin lỗi không? Dạ, bị cáo không ạ. Ừ. Thế thì bị cáo có biết cái việc của bị cáo Đường gọi yêu cầu Ngọc Anh đến nhà để xin lỗi không? Dạ, bị cáo có. Ừ. Thế khi mà ngồi tại cái vỉa hè thì bị cáo Đường có một bị cáo này, bị cáo Đường này, Bằng này, Mạnh này, Hoa này, Huy này, Cường này. Thì khi mà bị cáo Đường nói xong cái câu là tí nữa có thằng này xin lỗi đưa Trần Hai Cẩn thì bị cáo có nói câu gì tiếp theo không? Thưa hội đồng xét xử là lúc đấy thì bị cáo không biết là chồng của bị cáo nói gì với lại những người kia, và bị cáo hó ra thì bị cáo cũng có nói rằng nếu mà tí nữa mà nó anh đến mà cứ nói thiên thiên thì tát một cái để cảnh cáo. À, cũng có nói với các bị cáo khác như vậy. Thế các bị cáo khác lúc đấy là có phản ứng gì không? Có hưởng ứng gì không? Dạ, không ạ. Ờ, cái bị cáo nói như vậy chứ có phân công là ai phải làm gì, ai phải đứng đâu làm gì không? Dạ, không ạ. Bị cáo chỉ nói đông cua thôi chứ bị cáo không nói chính xác ai và cũng không phân công ai. Khi mà anh Quang đưa Ngọc Anh đến thì tất cả lên lần hai thì khi gặp Ngọc Anh thì bị cáo đã xử tự như thế nào? Khi gặp Ngọc Anh thì bị cáo có nói là tại sao bây giờ nhiều nhà xe làm mà tại sao lại nhà xe lại làm ăn cố đáo như vậy, thì bị cáo có chửi Ngọc Anh và bị cáo có tát Ngọc Anh. Tát Ngọc Anh mấy cái? 2-3 cái ạ. Ừ, tát 2-3 cái. Lúc đấy là Ngọc Anh đứng ở cái vị trí nào? Ngọc Anh đứng đối diện với bị cáo. Ừ, lúc đấy là đứng theo camera không phục lại thì đứng cạnh cái bàn đúng không? Ừ. Thế sau đó thì sau khi bị cáo phát như vậy thì bị cáo thấy là có những ai tiếp tục đánh Ngọc Anh? Thì bị cáo thấy có Bằng với Mạnh với lại Hòa. Ừ. Cùng lao vào đánh Ngọc Anh à? Vâng ạ. Có biết đánh vào những vị trí nào của Ngọc Anh không? Đánh vào mặt ạ. Đánh vào mặt. Thế thì khi mà bị đánh như vậy thì Ngọc Anh phản ứng như thế nào? Ngọc Anh không phản ứng đâu. Ừ, có nói đi là xin lỗi hoặc là phân vua thì không? Ngọc Anh có nói. Ừ. Sau đó thì bị cáo Đường có yêu cầu Ngọc Anh phải quỳ xuống dưới giữa cái khu vực phòng đấy không? Cái đấy thì bị cáo không để ý. Ừ. Thế sau khi mà bị cáo tát Ngọc Anh 2-3 cái này, những bị cáo khác có xông vào đánh Ngọc Anh này, thế bị cáo còn có dùng cái dụng cụ gì để đánh Ngọc Anh nữa không? Lúc đấy bị cáo thấy ở trên bàn có cái dây để đeo vào cổ để tập võ của con bị cáo trên bàn. Bị cáo mô tả cái dây như thế nào? Cái dây đấy là cái dây bằng sợi dù và có cái vòng tròn. Đường kính khoảng bao nhiêu? Đường kính khoảng 30-40 cm. Ừ. Thế bị cáo cầm cái dây đấy thì vụt vào vị trí nào của Ngọc Anh? Bị cáo cầm cái dây và tung tẩy ở trên tay không? Nên là bị cáo không nhớ chính xác là vụt vào mặt hay là vào vai của Ngọc Anh. Ừ. Cái dây đấy là bị cáo có chuẩn bị từ trước không hay là có? Cái dây đấy bị cáo không chuẩn bị, mà cái dây đấy là của con trai bị cáo đeo để tập võ mỗi buổi chiều hàng ngày. Ừ. Thế vậy? Bàn đầu. Ừ. Vâng. Thế khi bị cáo nhìn thấy ở bàn anh là bị cáo đấy thôi. Vâng ạ. Ừ. Chứ không phải là chuẩn bị từ trước đúng không? Bị cáo không có chuẩn bị gì ạ. Ừ. Thế sau cái lần dùng cái dây như này thì bị cáo còn đánh vào anh lần nào không? Dạ, bị cáo không ạ. Ừ. Thế tiếp theo thì bị cáo quý là lên đến lúc khoảng thời gian nào? Lúc đấy là các bị cáo đã đánh Ngọc Anh và Ngọc Anh về rồi ạ. Ở khoảng thời gian 6 giờ tối thì bị cáo cũng không nhớ chính xác giờ, nhưng mà lúc đấy là mọi người đang chuẩn bị về. Thì quý đây ạ? Thì quý đến. Quý đến thì quý đi đã đánh Ngọc Anh thế nào? Quý đến thì lúc đấy Ngọc Anh đang chuẩn bị ra rồi thì quý nhìn thấy và quý tát vào mặt Ngọc Anh. Ừ, tát có đấm đá không? Bị cáo nhìn thấy quý tát thôi, còn có đấm đá nữa thì bị cáo không chắc chắn. Ừ.
cáo có thấy bị cáo Đường đánh Ngọc Anh không? Dạ, bị cáo không thấy ạ. Ừ. Bị cáo Đường có hai lần xông ra bị đánh Ngọc Anh không? Bị cáo không biết. Không để ý ạ? Không ạ. Ừ. Cái khi mà bị cáo thấy thì bị cáo quan sát thấy Ngọc Anh thì thương tích như thế nào? Lúc đấy thì bị cáo lại không nghĩ là thương tích của Ngọc Anh nặng như vậy, mà bị cáo chỉ nghĩ là sao là tát vào mặt thì Ngọc Anh không việc gì, chứ bị cáo không nghĩ là thì Ngọc Anh bị thương tích ạ. Nhưng các bị cáo khác kia thì cáo vừa khai là đều tát đá vào mặt thì làm sao mà không đến mức độ thương tích như vậy. Và lúc đấy thì ở chỗ mũi của bị cáo Ngọc Anh chỉ hơi chảy máu thôi, nên là chứ cũng không bị nhiều, nên là bị cáo không nghĩ là mức độ lắm. Thế khi các bị cáo khác tham gia đánh Ngọc Anh thì bị cáo có hô hào cổ vũ gì không? Bị cáo không. Ừ. Thế giữa bị cáo và Ngọc Anh có mâu thuẫn gì không? Dạ, giữa bị cáo và Ngọc Anh không có mâu thuẫn gì ạ. Cái việc mà giao chậm hàng giữa Ngọc Anh và chị Vân thì có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của bị cáo không? Dạ, không ạ. Ừ. Thế chị Vân và anh Tuấn là có yêu cầu bị cáo phải, có nhờ bị cáo là yêu cầu Ngọc Anh đến để xin lỗi không? Dạ, chị Vân và anh Tuấn không nhờ và cũng không yêu cầu gì ạ. Ừ. Thế tại sao mà bị cáo lại khi mà anh Ngọc Anh đến thì bị cáo không mâu thuẫn gì này? Hai người kia người ta có mâu thuẫn nhưng người ta không nhờ cả, thì tại sao bị cáo lại đánh Ngọc Anh? Trong phiên tòa là bị cáo nghĩ là Ngọc Anh phụ xe thì hay là trêu con cái, thì bị cáo chỉ nghĩ là có khi mà Ngọc Anh nghe đến điện thoại của Vân mà Vân thì lại là con cái thì là rất là Ngọc Anh trêu ghẹo thì bị cáo bức xúc và tát Ngọc Anh, thì cũng chỉ nghĩ là tát thôi chứ không tát cảnh cáo Ngọc Anh thôi chứ không nghĩ là gây nên hậu quả. Thế bị cáo thấy cái việc mà mình không có mâu thuẫn này, không có ai nhờ vả này mà lại đánh Ngọc Anh như vậy có vi phạm pháp luật không? Dạ, bị cáo thấy là có vi phạm pháp luật. Ừ. Cái bị cáo suy nghĩ gì về cái sai phạm của mình? Bị cáo cũng rất là ăn năn và về cái việc làm của mình cũng như là của các em để phải ra phía ngày hôm nay. Và bị cáo cũng lỗi lộn của hội đồng xét xử cũng người bị hại là Ngọc Anh, bởi vì bị cáo chỉ nghĩ là cảnh cáo Ngọc Anh thôi, không nghĩ là để xảy ra hậu quả như thế này. Ừ. Theo cáo trạng thì kiểm sát là truy tố bị cáo theo điểm D khoản 2, tức là thuộc điểm Y khoản 1 điều 134, tức là bị cáo phạm tội có hành vi là có tính chất côn đồ. Bị cáo có ý kiến gì không? Có thấy oan sai gì không? Bị cáo không thấy oan sai ạ. Ừ. Quá trình sau khi sự việc xảy ra thì bị cáo đã tác động gia đình rồi và bồi thường cho bị hại không? Có nộp bồi thường cho bị hại không? Dạ có. Ngay khi xảy ra sự việc thì bị cáo có tác động với người nhà của bị cáo để bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại. Ừ. Đã pha nộp bao nhiêu tiền bị cáo biết không? À, 90 triệu ạ. Ừ. Đến trước khi xét xử ngày hôm nay thì gia đình thì cáo là đã gia đình hai bị cáo là đã nộp tại cục thi hành án hình sự số tiền là 95 triệu đồng. Có kê khai của tòa án khi tổng khác là 90 triệu, nhưng mà khi hồ sơ thanh tòa là đã nộp thêm 5 triệu nữa, tổng là 95 triệu. Số tiền này thì bị cáo theo bị cáo Đường thì nãy bị cáo trình bày là sẽ bồi thường cho nghĩa vụ cho vợ chồng bị cáo này và bồi thường tất cả cho các bị cáo khác. Bị cáo có nhất trí không? À, bị cáo có nhất trí ạ. Quá trình điều tra thì khi bị bắt giữ thì cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo đồ vật tài sản gì? Có nhớ không? Dạ, bị cáo có. Ừ. Thu những cái gì? Quá trình điều tra thì cơ quan cảnh sát đã thu giữ của nhà bị cáo điện thoại, tiền như là một số giấy tờ. Một số giấy tờ thì hiện nay đã trả hết lại cho người thân của bị cáo trong giấy ủy quyền của bị cáo Đường rồi. Hiện nay kèm theo dự án là có cái điện thoại của bị cáo, thì cái điện thoại này bị cáo có sử dụng vào việc để điện thoại cho Ngọc Anh yêu cầu Ngọc Anh đến nhà bị cáo để xin lỗi không? Số tiền mà thu giữ của bị cáo hơn 1 tỷ thì bị cáo có liên quan gì đến việc sai phạm gì không? Dạ, bị cáo không ạ. Bị cáo
bị cáo mong là sau khi mà kết thúc thì bị cáo sẽ ủy quyền cho mẹ hoặc là chị gái của bị cáo để xin lại số tiền, bởi vì số tiền đấy là tiền của một số người mà mua đất của bị cáo trước ngày bị cáo bị bắt một ngày, thì bị cáo muốn xin lại số tiền đấy để trả lại cho người dân. Tức là bị cáo này xin lại số tiền đúng không? Vâng ạ. Mãi thì bị cáo Đường có đề nghị là hiện nay là bị cáo đang bị khởi tố vụ án là tài sản, thì cũng là muốn gặp bị cáo để đề nghị bị cáo là có thể ra cái số tiền này sẽ để nộp khắc phục hậu quả trong vụ án tư đoạn. Bị cáo có ý kiến gì? Bị cáo biết là phải đền bao nhiêu tiền để cho cái việc khắc phục hậu quả của việc chiếm đoạt, thì bị cáo sẽ lại ủy quyền tiếp để cho chị gái của bị cáo nộp. Tức là hiện tại là bị cáo có đề nghị là đầu xét xử là trả lại cho bị cáo, còn bây giờ là tiếp tục giải quyết như thế nào thì sẽ giải quyết sau đúng không? Ủy quyền cho người nhà giải quyết sau đúng không? Đúng không? Các kỹ thuật đồng chí có hỏi thêm gì đối với cháu? Anh đi về để xác có hỏi gì đối với cháu? Có phải cho anh cái này nhé? Cũng vợ chồng bị cáo với lại giữa vợ chồng anh chị Vấn Vân là có quan hệ bạn bè, dạ cũng lâu rồi. Alo, thưa đồng xét xử, tôi phép được hỏi bị cáo Nguyễn Thị Dương ạ. Bị cáo Dương lắng nghe câu hỏi và trả lời cho đồng xét xử những cái câu hỏi tôi luật sư đặt ra. Cái ngày 30 tháng 3 năm 2020, bị cáo có đánh, như bị cáo đã khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có đánh anh Ngọc Anh. Bị cáo khai rõ cho hội đồng xét xử biết là khi đánh anh Ngọc Anh thì bị cáo đánh mạnh hay đánh nhẹ? Bị cáo anh đánh vừa không phải đúng không? Không thể, bị cáo cũng không có chừng được, nhưng mà theo bị cáo thì những cái tác của bị cáo có gây được những cái thương tích nặng ở trên mặt anh Ngọc Anh không? À, theo bị cáo thì nếu như mà bị cáo tác anh Ngọc Anh như thế thì không thể gây thương tích. Bị cáo trả lời như thế là do, bị cáo trả lời tiếp. Tại phiên tòa hôm nay thì bị cáo có nhận thức rõ được là cái việc đánh anh Ngọc Anh như vậy là sai phạm và có thấy cân hận vì cái việc này không? Dạ, bị cáo có thấy cái việc đánh anh Ngọc Anh là sai phạm và bị cáo rất là ân hận ạ. Lúc đấy thì chồng của bị cáo đã thay mặt bị cáo và thay mặt cả những bị cáo khác nữa để xin lỗi người bị hại. Cá nhân bị cáo có gửi lời xin lỗi đến người bị hại một lần nữa, tôi muốn xin lỗi anh Ngọc Anh có mặt tại phiên tòa hôm nay không? Dạ, có. Bị cáo rất là ân hận về việc làm của mình và xin lỗi hội đồng xét xử cũng như là
lại Ngọc Anh cũng như tất cả những người không ạ? Không biết là hai. Bị cáo khai rõ cho hội đồng xét xử được biết là bị cáo có rất nhiều cái hoạt động từ thiện, hội đồng xét xử đã hỏi. Thế nhưng mà chúng tôi muốn bị cáo trả lời rõ hơn cái kinh phí để mà xây những cái nhà tình nghĩa và tham gia những cái hoạt động từ thiện ở nhiều tỉnh thành trên các miền Bắc và cả nước, thì bị cáo lấy cái kinh phí này từ đâu? Thưa hội đồng xét xử, là bị cáo lấy cái kinh phí từ việc kinh doanh cũng như là việc bán hàng của bị cáo ạ. Tức là bị cáo dùng chính cái tiền của chính bị cáo, của gia đình bị cáo đúng không? Vâng ạ. Vâng, cũng đã là rõ. Tôi hỏi thêm, bị cáo cho biết cho hội đồng xét xử biết là con bé nhất của bị cáo hiện nay là bao nhiêu tuổi? Dạ, thưa hội đồng xét xử, con của bị cáo hiện nay là 3 tuổi ạ. Mới có 3 tuổi? Vâng ạ. Thế hiện nay cháu bé như vậy thì cả bố cả mẹ bị tạm giam, thì bị cáo có được biết là việc chăm sóc như thế nào không? Dạ, bị cáo không biết ạ. Đây cũng là một cái tình tiết để hội đồng xét xử sẽ cân nhắc cho bị cáo, để mà hai vợ chồng cùng bị cái hoàn cảnh như thế này thì đứa bé nó rất là tội nghiệp. Lúc nãy hội đồng xét xử đã hỏi về cái dây mà bị cáo dùng để vụt vào người bị hại Ngọc Anh. Tôi chỉ muốn hỏi thêm là cái dây này bị cáo khai rõ là không chuẩn bị từ trước, nhưng mà khi mà vụt cái dây này thì theo bị cáo thì bản thân cái dây này có gây được những cái vết thương nặng cho anh Ngọc Anh được không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, là không thể ạ. Cáo vụt vào vai của bị cáo thì cầm để rung rẩy thôi chứ cũng không phải là vùng mạnh ạ. Bản thân cái dây này cũng chất liệu của nó là bằng dù bằng dài ạ. Vâng. Thưa đồng chí, tôi hỏi thêm ạ.